quý vị hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nam mỹ tại thủ đô brasilia của brazil vừa đưa ra tuyên bố chung trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực trong tuyên bố chung đồng thuận Brasilia, các nhà lãnh đạo của 12 quốc gia Nam Mỹ nhất trí tăng cường quan hệ giữa các nước, thúc đẩy hòa bình và hợp tác dựa trên đối thoại và tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Các nhà lãnh đạo Nam Mỹ cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, hội nhập khu vực phần phải là một phần quan trọng của các giải pháp để đối mặt với những thách thức chung và qua đó góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển. Tuyên bố chung nhấn mạnh việc xây dựng một khu vực thương mại tự do hiệu quả và duy trì đối thoại thường xuyên sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập của Nam Mỹ và giúp khẳng định tiếng nói của khu vực trên trường quốc tế. Thưa quý vị, giá điện đã giảm xuống mức âm tại nhiều quốc gia châu Âu do năng suất các nguồn năng lượng tái tạo tăng khiến cho nguồn cung dư thừa. Giá điện bán buôn trong ngày đã giảm xuống mức âm ở các nước Trung và Tây Bắc Âu, những quốc gia có nguồn cung năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời dồi dào. Nhiệt độ mùa xuân ở mức dễ chịu nên nhu cầu sưởi ấm hay là làm mát ở châu Âu thì cũng đã giảm mạnh. Các nhà sản xuất đã phải trả tiền cho người tiêu dùng để khuyến khích người dân dùng điện và giúp lấy lượng điện dư ra khỏi lưới điện và tránh làm quá tải hệ thống. Theo cơ quan năng lượng quốc tế thì đầu tư vào năng lượng tái tạo ở nhiều quốc gia châu Âu trong tháng 5 năm nay đã vượt đầu tư cho khai thác dầu mỏ. Và cứ mỗi đô la Mỹ đầu tư cho khai thác nhiên liệu hóa thạch thì có gần 1,7 đô la Mỹ được chi cho việc sản sinh năng lượng tái tạo. Theo thời báo phố Wall thì hiện tượng khí hậu El Nino có nguy cơ khiến cho thị trường hàng hóa trên khắp thế giới biến động lớn trong tương lai các nhà sản xuất đường ở Brazil, nông dân trồng ngũ cốc ở Mỹ và các thương nhân quốc tế thì đều đang chuẩn bị cho hiện tượng này. Tuy nhiên thì sự thay đổi theo chu kỳ của nhiệt độ đương đại có thể tác động lên tới nhiều ngành hơn. Hạn hán ở châu Á thì có thể khiến cho sản xuất đường của Ấn Độ hay là dầu cọ ở Malaysia và lúa mì của Australia sụt giảm. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, thì giá hàng hóa phi nhiên liệu đã tăng khoảng 5,3% trên toàn cầu trong vòng một năm kể từ khi bắt đầu có El Nino. Nhiều doanh nghiệp trên thế giới cho biết là họ đang chuẩn bị các biện pháp như là xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước mới tại trang trại hay là thành lập các nhóm chuyên gia để phân tích để theo dõi lượng cung cũng như là cầu thực phẩm để đối phó với El Nino. trồng lương thực đừng trồng thuốc lá đây là chủ đề của ngành thế giới không thuốc lá năm nay chủ đề này được nêu lên vào thời điểm là vì tình trạng trồng cây thuốc lá đang gia tăng bất chấp thực tế ngày càng nhiều người mất an ninh lương thực nghiêm trọng cả ngôi làng chìm trong khói thuốc trẻ em thay vì cấp sách đến trường thì phải đến ruộng trồng cây thuốc lá đây từng là quá khứ ám ảnh tại làng Migori tây nam Kenya còn bây giờ thay vì cây thuốc lá, người dân ở ngôi làng này chuyển sang trồng đậu, ngô hay khoai lang. Trước đây trồng cây thuốc lá khiến chúng tôi phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe. Giờ chúng tôi trồng những cây khác như ngô, đậu và mùa thu hoạch, bữa ăn của gia đình ngon miệng và thu nhập cũng tốt hơn. Các con tôi cũng đã có thời gian làm bài tập về nhà. Trước đây khi trồng cây thuốc lá, chúng tôi không có nhiều thời gian như thế. Từ năm ngoái, hàng trăm gia đình ở Kenya đã từ bỏ trồng cây thuốc lá và canh tác sang các cây lương thực. Câu chuyện này đang là nguồn cảm hứng cho nhiều nông dân ở các quốc gia khác, đặc biệt là tại châu Phi. Đây cũng chính là thông điệp mà Ngày Thế giới Không Thuốc Lá năm nay truyền tải. Hiện nay rất nhiều người trên thế giới vẫn phải đối mặt với nạn đói, trong khi 3 triệu hecta trên hành tinh được sử dụng để trồng cây thuốc lá. Đã đến lúc chúng ta dừng việc trồng loại cây này và chuyển sang trồng nhiều hơn các cây lương thực một cách bền vững. Nghiên cứu cho biết, cứ 10 quốc gia trồng thuốc lá lớn trên thế giới thì có 9 nước thuộc diện thu nhập trung bình đến thấp. Trồng cây thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường bởi để nuôi lớn loại cây này cần nhiều tài nguyên, thuốc trừ sâu và phân bón. Mỗi năm, khoảng 200.000 hecta rừng trên thế giới đã bị chặt phá để lấy đất trồng cây thuốc lá. Những người trồng thuốc lá cũng chịu hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe. Một người nông dân trồng, thu hoạch và sơ chế thuốc lá có thể hấp thụ lượng nicotine tương đương với việc hút 50 điếu thuốc mỗi ngày. Nhiều nước có vấn đề đói kém và mất an ninh lương thực là những nước trồng cây thuốc lá lớn. Chiêu trò của ngành công nghiệp thuốc lá là tuyên truyền trồng cây thuốc lá sẽ thành công về mặt kinh tế là loại cây trồng mang lại nhiều lợi nhuận. Theo WHO, việc trồng thuốc lá là một vấn đề toàn cầu, vì vậy các chính phủ cần thúc đẩy những chính sách chuyển từ trồng cây thuốc lá sang các loại cây kinh tế khác, góp phần quan trọng giúp củng cố an ninh lương thực, giải quyết các thách thức về dinh dưỡng, cung cấp thêm thức ăn cho hàng triệu người. Hàng chục chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã cùng ký kết một biên bản, trong đó thì đưa ra cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra với quy mô có thể sánh ngang với đại dịch hay là chiến tranh hạt nhân. Và thông tin chi tiết thì sẽ có trong phần tin vắn quốc tế ngay sau đây. Hàng chục chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã cùng ký kết một biên bản trong đó đưa ra cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra với quy mô có thể sánh ngang với đại dịch và chiến tranh hạt nhân mối quan ngại chung nhất là khả năng các chatbot có thể tràn ngập các trang web với thông tin sai lệch các thuật toán sai lệch sẽ tạo ra các tài liệu phân biệt chủng tộc hoặc tự động hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo gây ảnh hưởng đến toàn bộ ngành này trong số các chuyên gia ký biên bản cảnh báo này có jeffrey hinton cha đẻ của trí tuệ nhân tạo cùng các chuyên gia của google và microsoft singapore đang đẩy mạnh sử dụng robot trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động do giả hóa dân số, mới đây chính phủ Singapore cũng công bố bản đồ chuyển đổi việc làm nhằm cơ cấu lại khoảng 40% nhân lực của 4 trên 10 công việc. Thuộc lĩnh vực này trong 3 năm tới, người lao động sẽ phải nâng cao kỹ năng bản thân và đảm nhận các vai trò mới, chẳng hạn như chuyên gia về tính bền vững hoặc nhà thiết kế nhà hàng. Công ty đang tìm cách thiết kế lại công việc có thể nhận được hỗ trợ tài chính lên tới 70%, người lao động được trợ cấp tiền lương lên tới 90%, Năm ngoái, ngành thực phẩm và đồ uống đã sử dụng khoảng 235.000 lao động và đóng góp khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Singapore. Cuộc khảo sát với tên gọi ưu tiên y tế châu Á Thái Bình Dương do Herbalife của Mỹ thực hiện cho thấy khoảng 70% người tiêu dùng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng tăng chi tiêu cho sức khỏe và thể chất. Mối quan tâm của người tiêu dùng đến việc cải thiện sức khỏe được thể hiện rõ nhất ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 5.500 người tiêu dùng tại 11 thị trường ở châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 50% người tiêu dùng trong khu vực mong muốn cải thiện sức khỏe tổng thể, trong khi 46% số người được hỏi muốn có giấc ngủ ngon hơn và tăng cường khả năng miễn dịch. Thưa quý vị, một doanh nhân ở bờ biển Nga đã có một ý tưởng kinh doanh vô cùng sáng tạo và hiệu quả. Đó là xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên một hòn đảo nổi, làm từ 1.700 tấn rác thải nhựa. Sáng kiến đầy độc đáo này vừa góp phần bảo vệ môi trường, lại vừa hấp dẫn được du khách. Cũng giống như mọi khu nghỉ dưỡng thông thường khác, khu nghỉ dưỡng của anh Eric Becker bên bờ biển Nga có đầy đủ những tiện nghi như phòng nghỉ, quán bar, nhà hàng hay bể bơi. Điều khiến nó trở nên đặc biệt hấp dẫn du khách ở chỗ. Khu nghỉ dưỡng này là một hòn đảo nổi, được tạo thành từ hơn 700.000 vỏ chai và hộp nhựa. Chúng tôi chủ yếu lấy vật liệu xây đảo từ những khu đầm phá xung quanh. Người dân địa phương đã giúp tôi thu gom chúng. Vật liệu nhựa còn giúp khu nghỉ dưỡng của tôi di chuyển được tới những khu vực khác. Hòn đảo nổi của anh Baker có diện tích khoảng 1.000 m2, với tiêu chí thân thiện với môi trường. Điện phục vụ cho khu nghỉ dưỡng được cung cấp bởi các tấm pin năng lượng mặt trời. Nước sạch được lấy từ đường ống chạy từ khu vực bờ biển. Bên cạnh các chai nhựa, hòn đảo nổi này còn được làm từ polytyrene và dép đi biển đã qua sử dụng. Nó thật đặc biệt thật khác thường, tôi chưa từng thấy bất cứ khu nghỉ dưỡng nào giống như thế này ở những nơi khác. Đó là một ý tưởng tuyệt vời giúp giải quyết vấn đề rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường biển. Chi phí cho một đêm nghỉ tại đây là 25 đô la Mỹ, đã bao gồm ăn sáng và chi phí đi phà ra đảo. Mỗi tuần, khu nghỉ dưỡng đón khoảng 100 du khách, chủ yếu là người ở bờ biển Nga cũng như những khách hàng thích những chuyến du lịch thân thiện với môi trường. Khu nghỉ dưỡng này đã mang nhiều nét tươi mới cho du lịch thành phố Abidjan bên cạnh những khách sạn lớn khác. Nhiều người tới đây chỉ vì tò mò về khu nghỉ dưỡng độc đáo này. Mục đích chính của người sở hữu khu nghỉ dưỡng này là thúc đẩy loại hình du lịch xanh ở địa phương, ít tác động tới khu vực bờ biển hơn so với những khu nghỉ dưỡng truyền thống. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động hôm nay.